Rồi, xin thân chào cô chú anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con bác ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại đoạn đường tỉnh 87B. Khoa đang có một cái miếng vườn nằm trong cái con đường này ha, đường cầu tre nha cô chú anh chị. Thì cách cái tỉnh lộ 87B này tầm khoảng 400m ha, là trong mình sẽ có một cái mảnh vườn với tổng diện tích là 5.111m2, có 300m2 thổ cư ha cô chú anh chị. Tổng cái diện tích của mảnh vườn mình là 515.111m2. Thì là có mặt tiền đường đan là đường 3m nha cô chú anh chị, đường 3m, đan 2m. Thì Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi vào tham khảo ha. Cái mảnh vườn của mình thì chỉ có 265 triệu cho 1.000m2 thôi nha cô chú anh chị. Quá rẻ luôn. Cô chú anh chị mình có thể mua làm nhà nghỉ dưỡng, làm vườn. Thì trên đất mình thì có sẵn một cái vườn mít luôn ha. Vườn mít đang thu hoạch cho trái nha cô chú anh chị. Cái tuyến đường này là đường 3m, đan 2m. Thì những cái tuyến đường như thế này thì luôn có những cái dự án mở rộng ra hết cô chú anh chị. Xe mà xe dạng như xe ăn cốc, xe 4 chỗ nhỏ nhỏ của chú anh chị mình có thể vô tới đất được ha. Còn xe 7 chỗ thì vô không được nha cô chú anh chị. Hiện tại thì đường thì chỉ có đan 2m thôi. Vô thì mình vô hơi cực chút xíu. Dân cư thì cũng hiện hữu ha cô chú anh chị. Đây mình quẹo vô cái vườn mít của mình. Thì vị trí đất của mình thì thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cách cái tuyến phà gần nhất các cô chú anh chị, cách tuyến phà gần nhất tầm khoảng 6 km nha. Là tuyến phà Tân Long A. Tuyến phà Tân Long A là tuyến phà ngay trung tâm huyện Tân Phú Đông ha. Qua bến phà Tân Long là mình tiếp giáp với Gòn Tây rồi, mình đi thêm khoảng chừng 60 km nữa về tới Sài Gòn ha. Ở đây thì dân cư hiện hữu nè cô chú anh chị. Rồi tới đất của mình luôn rồi đó. Cái con đường đi vô đất mình là con đường cấp phối đá nha cô chú anh chị. Đây, con đường đi vô của mình nè. Chủ họ cắt 4m đi vô ha. Đó, cấp phối đá đang làm đường luôn nè cô chú anh chị. Đang rải đá là đường đường đi vô thì cắt thẳng vô tới vườn mít luôn. Là đường 4m luôn ha. Nè, đang làm đường lại rải đá nè. Đó, tuyến đường mình thì có cắm trụ ranh sẵn đó rồi, đi thẳng vô ha. Ở đây thì thuộc xã Tân Phú của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cái mặt tiền đường của mình thì quay hướng bắc ha. Đây con đường đi vào của mình. Ở đây hiện tại đang rải đá đi vô ha. Cắm trụ ranh hai bên giáp dòng hết rồi nha cô chú anh chị. Đây, ôm theo con đường này ha, đi vô. Trên đất mình hiện trạng thì đang trồng mít ha. Mít này thì người ta cho thu hoạch rồi nha cô chú anh chị. Phía sau cái dải đất mình thì có một cái con rạch, rạch công cộng luôn ha. Phía sau dải đất mình có cái con rạch công cộng, rạch Lý Hoàng. Rạch Tân Phú ha cô chú anh chị. Đây, mít mình thì đang thu hoạch cho trái luôn nè. Nguyên cái vườn mít mình ước tính là nó khoảng 200 gốc mít á. 2 đến 300 gốc mít. Thì chủ họ đang thu hoạch hàng tháng. Đều có quê lại hàng tháng ha. Cô chú anh mình vừa chị mình vô mình mua cái mảnh vườn này thì có thể thu hoạch này nọ thì đem lại lợi nhuận ha. Đây mít thì đang có trái đó nè. Đây ha cô chú anh chị, mít mình thì có trái đó à. Chạy thẳng vô trong kia, mình có cái con rạch ha. Trên đất thì sạch, không có màu mã nha cô chú anh chị. Đất ở quê thì gần gần thì chắc chắn là phải có rồi. Nhưng mà trên đất mình thì sạch, không màu mã. Vườn mít nè, trái này cô chú anh chị. Có trái ráo rồi ha. Thì khuôn viên của cái mảnh vườn mình thì 5.111m2. Có 200m2 thổ cư. Đây vườn mít mình trái rất là nhiều trái ha. Cây nào cũng có đeo trái nha cô chú anh chị. Đó, ra tới ngoài đây có cái rạch nè. Thì cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đây tầm khoảng
6 đến 70 km ha. Cái vị trí này thì cách thành phố Mỹ Tho là tầm khoảng 35 km đó cô chú anh chị. Con rạch của mình nè cô chú anh chị. Đây ha. Con rạch chạy dài theo dải đất của mình luôn ha. Đây. Đó. Ranh bên trên thì mình ôm theo cái bờ ranh giáp cái bờ chuối ha, chạy thẳng xuống đây. Con rạch mình chạy dài lắm nha cô chú anh chị. Khu vực này thì có điện, nước, sử dụng nước máy, nước công tên, nhà nước. Chú anh chị mình về đây xây nhà vườn. Có sổ đỏ thì mình cứ đăng ký điện nước mình sử dụng thôi. Đó. Nguyên cái khoảng vườn mình là trồng mít hết luôn, toàn bộ 100% là mít. Vị trí đất của mình thì cách cái tỉnh lộ hồi nãy Khoa chạy vô á, tầm khoảng chừng 400 mét thôi. Thì mình chạy thêm khoảng chừng 6 km về trung tâm của huyện Tân Phú Đông. Trung tâm huyện Tân Phú Đông thì đầy đủ các tiện ích luôn. Trường học rồi. Ở đây thì bán kính trường học, chợ thì tầm khoảng chừng 500 mét vậy cô chú anh chị. Bán kính chợ trường học 500 mét. Còn cách cái trung tâm của huyện Tân Phú Đông thì tầm khoảng 6 km. Với huyện Tân Phú Đông thì đầy đủ từ tiện ích như là ngân hàng, bệnh viện, rồi trường học cấp 3, cấp 2, cấp 1. Ở đây thì bán kính cũng rất là gần. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm cứ liên hệ bên Khoa. Đây ha, ranh của mình nè cô chú anh chị. Dạ. Ranh của mình ha. Đó. Ôm qua bên đây ha. Mà ranh của mình thì đóng trụ sẵn ráo luôn nè. Ranh tới hàng cột này hả chú? Còn bên đây là của ta hả? Vậy người ta dưới mấy cây mít của người ta hả? À. Đây thì thích hợp cho cô chú anh chị mình về làm nhà vườn, có quay lại hàng tháng luôn ha. Rồi quan tâm cứ liên hệ bên Khoa, số điện thoại là 033 444 7430 và 0766 450 076 để được Khoa tư vấn ha. Chỉ có 265 triệu một công thôi. Tổng cái diện tích của mình 511 m², giá là 1 tỷ 350 triệu ha. Mình cứ đi theo hàng rào thì cấm ranh tất ráo rồi nè. Cứ đi theo ranh trụ là đất của mình đó, nó hao cấm ranh trụ đầy đủ ráo cho cô chú anh chị luôn ha. Vô thì có ranh giới rõ ràng, xây dựng được ngay luôn ha. Vô cứ cất nhà thoải mái, ở quê thì xây dựng nó cũng dễ dàng đó. Ôm qua đây ranh này ha, đó cắt thẳng qua bên kia bóc qua. Rồi cô chú anh chị mình yêu mến thì cho Khoa xin một nút đăng ký kênh ha, một lượt chia sẻ để nhiều anh chị có nhu cầu muốn tiếp cận thì có thể tham khảo những sản phẩm giá rẻ như thế này ha. Rồi quan tâm liên hệ Khoa để được tư vấn thêm ha. Và kết thúc video đây, cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.